Ủa gì ngon vậy? Sữa cuốn. Trời đứng gì? Sữa cuốn tôi uống hoài. Sữa hạt cuốn cuốn mới nè, có hạt da giòn, nhai sừng sực, uống ngon nhất cái nắp. Có thêm công thức nhân 3 sức mạnh giúp cao lớn, mạnh mẽ, trí não tập trung nữa. Anh có mua sữa thạch cuốn cuốn để trong á, vô lấy mà uống. Ủa chỗ nào anh xin? Trên cái bàn gần cái tủ á. À thấy rồi. Này này này, mình tưởng tao không có hả? Đúng là sữa thạch cuốn cuốn uống ngon nhất nách. Ngay vô ách trên lấy luôn. Còn bộ kiếp hình nữa nè. Tưởng gì, cái đó nhà tao có 3-4 bộ. Ủa anh xin, sao nó có nhiều vậy? Thì mua 4 lốc sữa thạch cuốn cuốn được tặng một bộ kiếp hình sáng tạo. Chắc nhà nó mua một thùng. Anh xin mua thêm cho em đi, để em lấy bộ kiếp hình đấu với nó. Học hành không lo, lo sổ đo mấy bộ kiếp hình. Chấp nhận thua đi, thằng xin làm gì có tiền đỡ với ông Tam. Alo, chị ơi, ship cho em 20 thùng sữa thạch cuốn cuốn ngay qua liền á chị. Dạ.